Sáng ngày 4 tháng 8, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà các hộ khó khăn ở khu vực vùng xanh tại chung cư 2141 Tản Đà, phường 10, quận 5. Chung cư 2141 Tản Đà có 45 hộ dân với gần 150 nhân khẩu. Kể từ đợt dịch lần thứ tư xảy ra, chung cư đến nay không có ca mắc COVID-19. Những ngày giãn cách xã hội, ban quản trị chung cư vận động nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm để người dân yên tâm ở nhà và tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân. Tại các hộ đến thăm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân trong những ngày ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Đồng chí mong người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch để bảo vệ tốt vùng xanh an toàn. Dịp này, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân khó khăn. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho hay, thành phố Hồ Chí Minh trân trọng sự đóng góp của người dân đang sinh sống, cư trú, làm việc tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh không có sự phân biệt giữa người dân ở các tỉnh đang sinh sống, làm việc tại thành phố, cũng như người dân có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, mà coi mọi người đều là người dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh bằng tất cả khả năng, điều kiện hiện có để chăm lo, chia sẻ những khó khăn với người dân. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.